mà thương lượng không được với mọi người ở trong shop thì mình sẽ có phải nghỉ một thời gian rồi mở bán ra. Một ngày bán chắc được khoảng 7-10 phần là cùng. Mình đang cố gắng để tăng số phần lên khoảng 50 phần một ngày. Ai xe đậu hủ thúi nhà họ la thúi tới nỗi mà hàng xóm ở tầng 3 cũng phải la. Ai phải có căng lắm thì mới ăn được ở nhà. Hello, tay bé nè. Mọi người bảo xếp hàng đông lắm nên tôi cũng đến từ 4 giờ kém để xếp hàng. Sương sương thì trộm vía tôi nằm trong top 20 của ngày hôm nay. Có nhiều bạn đến sau 5 giờ là phải đi về ra đủ số lượng mỗi ngày bán rồi đó. Đúng 4 giờ rưỡi là bạn sẽ dọn tiệm ra nha. Năm trước á, mình bắt đầu ăn đậu hủ thúi. Mình cực kỳ ghiền cái món này luôn. Mình bắt đầu tìm hiểu công thức, biến tấu một xíu để theo cái khẩu vị của người Việt Nam mình, học theo cái cách của Trung Quốc, cho nên nó cái đậu của mình nó khi mà chiên lên nó sẽ rất là dậy mùi, là khi mà ăn vô nó sẽ có cái mùi ở mặt một xíu. Order hết ba loại là truyền thống, lắc muối tân cương và sốt chao thúi, mỗi phần đều có ngò, hành, tỏi phi, ớt, cải chua và củ cải ngâm, một phần ăn cùng để giảm bớt mùi. Đồng giá 25 cạnh nha, lớp bên ngoài thì đậu cực kỳ giòn, trong vẫn giữ được cái độ ẩm, mùi nó không có quá thúi đâu, nó hơi kiểu nồng nồng thôi. Ngon nhất với tôi là truyền thống chấm với lại nước tương mặn ngọt ăn kèm với cải chua là cực kỳ ngon. Muối tân cương thì có lẽ rắc muối chưa có đều tay nên chưa có vị mặn của muối lắm, giống như là ăn đậu hủ thúi nguyên bản vậy. Cuối cùng là sốt chao thúi thì không phải gu tôi, kiểu đậu mà còn chấm chao gấp đôi sự thúi. Mình không ngờ là câu chuyện của mình á được mọi người đón nhận rất là nhiệt tình, mọi người tới rất là đông và mình cũng rất là sợ lúc mà mình mới vừa mở bán ra. Một ngày bán chắc được khoảng 7-10 phần là cùng. Mình đang cố gắng để tăng số phần lên khoảng 50 phần một ngày. Hồi nãy bạn có nghe thì là cô chú xuống chửi, nếu mà thương lượng không được với mọi người ở trong shop thì mình sẽ có phải nghỉ một thời gian đi kiếm mặt bằng khác. Mọi người cũng có thể thấy được là bạn chủ rất dễ thương, hay đi hỏi ý kiến mọi người về món ăn. Ngóm lại đây là một món ăn đường phố khá là lạ miệng, giá là rẻ. Hy vọng là bạn có thể kiếm được một mặt bằng mới để lúc nào cũng có một lượng khách ổn định. Bye bye.